Thì hôm nay trận đấu giữa hai đội Thành phố Hồ Chí Minh và Viettel được diễn ra tại sân vận động Thống Nhất. Đây là các cầu thủ đang chuẩn bị khởi động để bước vào trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 14 tháng 10 2020. Đây. Khán giả thì hiện tại thì cũng khá là đông. Đó, bên khán đài thì quán hoe chưa có bóng người nào. Khán đài kì B thì rất là nhiều. Còn khán đài A thì cũng khá là đông. Khán đài B, đây là khán đài B nè. Cũng khá là đông người khán giả và cổ động viên của đội Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đối với trận đấu hôm nay thì có vẻ vắng khán giả hơn so với những trận đấu trước. Tại vì hôm nay là có trời hạ tiết xấu, mưa nên khán giả thì đi gấp rách. Thì các cầu thủ đang khởi động để bước vào trận đấu và buổi hôm nay. Không biết ai sẽ tranh dẫn đầu bảng. Thì trận đấu sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Thì cầu thủ đang tập luyện khởi động cho nóng không khí nóng lên để bắt đầu trận đấu ngang. Đây là cái đường bit ở khán đài A. Thì các phóng viên và các huấn luyện viên đang ở bên đó. Rồi các cầu thủ chuẩn bị bước ra sân để bắt đầu trận đấu. Các cầu thủ của hai đội bắt đầu bước ra. Thì video hôm nay mình chỉ chia sẻ thế thôi. Thì bạn nào thích thì hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ và share và subscribe để có thể làm những thêm những cái video khác của mình tiếp theo nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.